Không, cái đó tôi không quan tâm. Tôi là một công dân Việt Nam. Không nào. Rất tôn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ đất nước Việt Nam mà cả thế giới. Về tâm linh mà nói, cả cái chùa Trăm Gian này cũng là một cái tâm linh của nhân loại, của con người. Đó nè. Thế bên này, bên tay phải tượng đài Bác Hồ là di tích. Xa tay, nếu mà gọi xa tay cái thì là đụng vào cái nghĩa trang. Bây giờ còn rước cả cái nghĩa trang, nói là cho mới thiêu, này chúng tôi không nghe được. Về lịch sử mà nói, về tâm linh mà nói, chúng tôi không đồng ý chuyện đấy. Đảng nhà nước phải xem lại chuyện này, phải trả lại cái chùa Trăm Gian. Không nào, nhà nước không có kinh phí thì dân chúng tôi đóng góp. Không nào, chứ đừng lấy cái miếng đất mà địa phương cho trường vay, cho trường mượn, mà bây giờ lại chuyển đổi bán đi cho cái đám nghĩa trang, đám thiêu người, chúng tôi không đồng ý. Mà phải trả lại, đã chốt rồi thì bây giờ trả lại cái đất đấy để chúng tôi xây dựng cái chùa Trăm Gian. Nhà nước không tài trợ thì dân phải đóng góp. Bên này Bác Hồ, bên này là chùa Trăm Gian. Báo nào, nó là một cái linh thiêng nhất, một cái tâm linh nhất. Mà tại sao các ông không nhìn thấy vấn đề? Cho nên chúng tôi uất ức lắm.